thưa quý vị có một câu hỏi đặt ra là quý vị tiếp xúc với những món đồ nhựa dùng một lần thường xuyên đến mức nào chúng ta sẽ cùng thử kể ra có chai nhựa cốc nhựa ống hút nhựa hay là hộp xốp đây là những đồ dùng quen thuộc với nhiều người đến nỗi họ coi là bình thường thế nhưng mà chính những thói quen thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm nhựa dùng một lần lại vô tình khiến cơ thể hấp thụ rất nhiều những hạt vi nhựa vào cơ thể. Ví dụ như là những mảnh nhựa nhỏ đến mức gần như là vô hình có kích thước dưới 5 mm có thể len lỏi vào khắp nơi trong cơ thể con người từ phổi, máu, thậm chí là đến não bộ. Dù là mức độ nguy hại thì vẫn chưa hoàn toàn được xác định nhưng các nhà khoa học đã liên tục cảnh báo về những tác động tiềm ẩn đến sức khỏe, đặc biệt là những nghiên cứu gần đây Vi nhựa đã xuất hiện trên khắp nơi trên trái đất, từ đáy đại dương sâu thẳm cho đến đỉnh núi cao, lơ lửng trong không khí, hòa tan trong nước và nằm lẫn trong đất, thậm chí là tồn tại trong chuỗi thực phẩm. Mỗi ngày thì chúng ta tiếp xúc với vi nhựa qua việc hít thở, ăn uống hoặc là chạm vào những đồ vật. Ở thời điểm năm 2024, mỗi người trong chúng ta đều tiềm ẩn vi nhựa trong hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể. Điều này có thể sẽ nghiêm trọng hơn với những đứa trẻ sinh ra vào năm 2040. Một nghiên cứu trên tạp chí Y học New England cho thấy sự tích tụ vi nhựa trong mạch máu của con người có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc thậm chí là tử vong sớm. Các nghiên cứu khác cũng đưa ra cảnh báo về tác hại của vi nhựa đối với hệ sinh sản, làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư và gây hại cho hệ hô hấp. Việc vi nhựa gây hại đến mức độ nào thì còn phụ thuộc vào mức độ con người tiếp xúc với chúng. Các chuyên gia khuyến nghị là người dân cần phải hạn chế tiếp xúc với vi nhựa bằng cách tránh sử dụng chai nhựa, không hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa, chọn quần áo làm từ vật liệu tự nhiên và thường xuyên thông gió trong nhà.